cải thiện mọi tình trạng lão hóa da từ nhẹ đến nặng, New Thomas 2017 đã giúp cho hàng ngàn khách hàng cải lão hoàn đồng thành công. Với tình trạng nhẹ như nếp nhăn, vết chân chim lông ở khóe mắt hay trán, Thomas dễ dàng loại bỏ các rãnh nhăn một cách nhanh chóng chỉ với 60 phút. Sóng siêu âm kích thích sản sinh collagen, nối lại các sợi collagen đứt gãy một cách nhanh chóng và làm phẳng nếp nhăn hiệu quả nhất. Tôi đã cảm thấy là làn da của mình săn chắc hơn. Tất cả những cái nếp nhăn dấu hiệu của những vết chân chim, những nếp nhăn trên khóe miệng cũng đã dần giảm đi rõ rệt. Lão hóa da cấp độ nặng hơn sẽ kèm thêm những nếp nhăn vùng rãnh mũi má, phần cơ chảy xệ và khiến cho khách hàng già hơn chục tuổi. Với tình trạng nếp gấp sâu, Thomas sẽ nhanh chóng tác động xuống da với độ sâu 4.3mm, nhiệt xuyên qua bề mặt da làm nhanh chóng tái tạo và làm đầy nếp nhăn. Thật không thể tin được, chỉ sau có 60 phút mà những vết nhăn ở trên trán, ở quanh mắt và miệng của tôi đã biến mất. Đường nét của khuôn mặt cũng sắc nét hơn rất là nhiều và nhìn làn da của tôi bây giờ không khác nhiều so với thời con gái. Thật kỳ diệu đúng không ạ? Thực sự tôi cảm ơn chương trình, cảm ơn thẩm mỹ quốc tế Bali đã cho tôi cơ hội để thay đổi ngoại hình. Lão hóa da ở mức độ báo động, nếp nhăn xuất hiện từ nông đến sâu, gương mặt gần như chảy xệ hoàn toàn. Với mức độ này, Thomas sử dụng đầu tuyếp 1200, điều trị tập trung ở những vùng nhăn sâu, chảy xệ nhiều, sử dụng sóng vô tuyến điện rung đơn cực, mạnh gấp đôi phiên bản cũ, giúp cung cấp lượng nhiệt xuống độ sâu 4.3mm, lan tỏa đều xuống vùng da cần trị liệu, kích thích sợi nguyên bào tái tạo collagen. Khi gặp mức nhiệt lớn, các sợi collagen co lại ngay lập tức, mang lại hiệu quả căng da tức thì, có thể thấy ngay sau khi kết thúc liệu trình. Cứu vãn mọi vấn đề lão hóa da, cải lão hoàn đồng ngay tức thì chỉ với 60 phút. Gọi ngay hotline 01686 463 463 để nhận ưu đãi hấp dẫn ngay bây giờ.